Ngày 5 tháng 10 năm 2024, Hội truyền thông số Việt Nam và tạp chí điện tử Việt Times tổ chức lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Đây là giải thưởng thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân đã góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Với ứng dụng công nghệ số bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được vinh danh tại giải thường niên chuyển đổi số Việt Nam năm 2024. Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, thay đổi cách thức tiếp cận của người dân và du khách đối với di sản. Thông qua việc truy cập các ứng dụng, thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân du khách dễ dàng tìm hiểu thông tin, tiếp cận hình ảnh tư liệu, lịch trình tham quan quần thể di tích Cố đô Huế. Trước đó, ngày 27 tháng 9 năm 2024, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, vinh danh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tại hạng mục Top tổ chức doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thừa Thiên Huế, một điểm đến với 8 di sản thế giới và khoảng 1.000 di tích lịch sử văn hóa. Năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế, Hội Tiên học Việt Nam mời các chuyên gia từ Google về công nghệ mới như NFT, Blockchain, Web3, và kết nối thực số giới thiệu công nghệ và tìm hiểu công tác số hóa của bảo tàng cung đình huế đồng thời kết nối thử nghiệm trên không gian thực số một số hiện vật quý của cung đình huế